Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với Nguyễn Chí Hòa và Nguyễn Chí Nhân cùng ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, vào tháng 8 năm 2022, bị cáo Nguyễn Chí Nhân với sự giúp sức của hai bị cáo Nguyễn Chí Hòa và Nguyễn Chí Thuận đã trộm nhiều vật dụng, công cụ làm đồ sắt của công ty mà Nhân làm việc, tổng giá trị lên đến 21 triệu đồng. Quá trình điều tra, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cuối năm ngoái, Tòa án Nhân dân thành phố Trà Vinh tuyên phạt Nguyễn Chí Nhân 1 năm tù giam, Nguyễn Chí Hòa 9 tháng tù giam và Nguyễn Chí Thuận 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản. Sau đó, Nhân và Hòa viết đơn kháng án xin giảm nhẹ hình phạt cho hưởng án treo. Sau khi xem xét các tình tiết, hội đồng xét xử tuyên y án đối với bị cáo Nhân và bị cáo Hòa. Còn tại Đồng Tháp, tiến hành kiểm tra nhà của đối tượng Nguyễn Thanh Phong ở huyện Thanh Bình, công an phát hiện nhiều thiết bị điện tử, máy vi tính, 500 điện thoại di động cùng trên 50.000 SIM đã được kích hoạt trái quy định để bán. Qua làm việc, đối tượng Nguyễn Thanh Phong khai nhận sử dụng điện thoại di động và SIM điện thoại cũ đã kích hoạt thông tin để tạo nhiều tài khoản mạng xã hội như WeChat, Zalo, Facebook, rồi giao cho Nguyễn Thanh Long, ngụ huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, bán cho khách ở nước ngoài, thu lợi bất chính số tiền trên 1 tỷ đồng. Việc làm này vi phạm quy định của pháp luật về bán, lưu thông SIM thuê bao trên thị trường. Lại xảy ra cháy trên cao tốc, cụ thể là tuyến Trung Lương - Mỹ Thuận, đoạn qua địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Đối tượng bốc cháy là xe tải chở hàng. Theo lời tài xế, xe đang lưu thông thì phát hiện dưới gầm phía sau xe có khói bốc lên. Tài xế đã cho dừng xe để kiểm tra, nhưng ngọn lửa bùng phát mạnh khiến lốp xe bị nổ. May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng phương tiện và hàng hóa bị thiêu rụi. Vụ cháy cũng đã khiến các phương tiện lưu thông qua đoạn cao tốc này bị ùn ứ kéo dài. Đua xe hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, để lại hậu quả lớn cho gia đình và xã hội. Được biết gần đây thì tại nhiều huyện trong tỉnh Đồng Tháp xuất hiện nhiều nhóm thanh niên đang có những hành động trái pháp luật như thế, phải không anh Nhật Minh? Đúng rồi chị Ái Hậu, và điều đáng nói là trong một số trường hợp thì ngành chức năng không nhận được sự hợp tác của gia đình để ngăn chặn từ sớm hành vi này. Đây là những hình ảnh được ghi lại trong đêm 24 tháng 2 vừa qua trên tuyến đường tránh quốc lộ 30 thành phố Hồng Ngự. Ước tính có khoảng 30 thanh thiếu niên chạy xe rú ga, nẹt bô. Lực lượng chức năng đã bắt được 27 đối tượng và 30 xe mô tô các loại. Quá trình điều tra ban đầu thì chúng tôi xác định rằng các cái đối tượng này có dấu hiệu của cái tội phạm là gây rối trật tự công cộng, đua xe và tổ chức đua xe trái phép. Gia đình của 27 thanh thiếu niên bị tạm giữ phần nhiều cho biết không hề hay con đi đâu, làm gì, có độ xe hay không. Thậm chí, một số còn không tin con mình vi phạm pháp luật vì luôn nghĩ con ở nhà rất ngoan. Công an thành phố cũng sẽ tăng cường xử lý nghiêm các cái hành vi đối với các em là đua xe, lạng lách, đánh võng, tập trung đông người, các cái giờ cao điểm làm ảnh hưởng tới trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố. Đua xe trái phép là hành vi coi thường pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, để lại hậu quả lớn cho gia đình và xã hội. Do đó, cần có thêm vai trò và trách nhiệm của gia đình để ngăn chặn hiệu quả hành vi này, nhất là các gia đình có con em trong độ tuổi vị thành niên. Mới đây, Bệnh viện Di động 1 thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra cảnh báo cho các bậc phụ huynh về các cuộc gọi lừa đảo theo kiểu chuyển tiền vì con đang cấp cứu. Cụ thể có 3 trường hợp mạo danh là bác sĩ thông báo cho phụ huynh có con em đang cần mổ nên phải chuyển tiền gấp. Khi nghi ngờ, người nhà đã gọi cho bệnh viện để xác nhận nên đã không bị lừa. Bệnh viện Di động 1 khẳng định luôn ưu tiên việc cấp cứu, điều trị, tiền viện phí sẽ đóng sau. Đồng thời khi nhận được những cuộc gọi nghi vấn, người dân nên liên lạc với nhà trường hoặc bệnh viện qua đường dây nóng để kiểm tra tính xác thực của thông tin. Về trước thông tin này thì mới đây Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã cảnh báo đến các bậc phụ huynh giáo viên khi mà nhận được những cuộc gọi tương tự thì phụ huynh nên liên lạc với nhà trường hoặc bệnh viện qua các đường dây nóng để kiểm định thông tin. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp số điện thoại đường dây nóng để phụ huynh phản ánh việc người mạo danh bệnh viện, giáo viên gọi điện nói là con bị tai nạn cần tiền mổ gấp để lừa đảo. Phụ huynh nghi ngờ bị lừa đảo cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất. Có thể là công an phường, xã, thị trấn, công an quận, huyện, thành phố Thủ Đức hoặc liên hệ với trực ban công an thành phố Hồ Chí Minh qua số điện thoại 069-3187-344, trực ban phòng cảnh sát hình sự qua số điện thoại 069-3187-200 để cung cấp thông tin, phối hợp điều tra,
về xử lý. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay sẽ là những thông tin an ninh trật tự chưa được tổng hợp. Đồn biên phòng Vĩnh Châu, Bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng vừa phối hợp bắt một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổ công tác đã phát hiện trong nhà đối tượng có 7 bịch ni lông, bên trong có chứa chất tinh thể rắn màu trắng là ma túy đá, được đối tượng mua về để sử dụng. Nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ phát hiện phá nhanh vụ án vận chuyển ma túy từ Campuchia về địa bàn xã Khánh An, huyện An Phú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã trao thưởng nóng 50 triệu đồng cùng bằng khen cho các tập thể cá nhân Công an tỉnh An Giang và Công an huyện Châu Phú. Trước đó, ngày 3 tháng 3, qua tin báo của quần chúng, lực lượng công an đã bắt giữ hai đối tượng, thu giữ 18,6 kg ma túy. Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre vừa xét xử sơ thẩm 7 bị cáo trong vụ án giết người xảy ra tại quán bar Club 007 trên đường Phú Khương, thành phố Bến Tre. Theo cáo trạng của viện kiểm sát, vào rạng sáng đầu tháng 3 năm 2022, các đối tượng đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau khiến một người tử vong. Vào rạng sáng nay, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu vực sản xuất nhang thuộc công ty Nhang Đại Thành, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Vụ cháy được nhân viên bảo vệ của công ty phát hiện vào hồ quán. Tiếp nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phối hợp với các bên liên quan nhanh chóng chữa cháy, sơ tán tài sản. Khu vực xảy ra cháy được xây dựng theo kiểu nhà tiền chế với diện tích trên 1.300 m². Một công ty trá hình tại Campuchia sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam với quy mô lớn đã bị triệt phá. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với 23 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 3 năm ngoái đến tháng 1 năm nay, công ty trá hình này đã tuyển gần 100 nhân viên đưa sang Campuchia làm việc. Với chiêu bài tuyển cộng tác viên làm việc online trên mạng Internet, các đối tượng đã dụ dỗ bị hại chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng để đặt mua đơn hàng trên các sàn thương mại điện tử giả mạo hoặc lập tài khoản trên trang Corona, đặt cược đánh bạc tài xỉu để được hưởng hoa hồng với mức từ 30 đến 60%. Khi người bị hại đã chuyển số tiền lớn, các đối tượng sẽ viện nhiều lý do không cho rút tiền rồi chặn liên lạc, xóa tài khoản để chiếm đoạt tài sản. Trong vòng chưa đầy một năm, hàng ngàn người đã bị lừa đảo chiếm đoạt với số tiền lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Đề nghị người dân là khi mà tiếp nhận các cái thông tin của đối tượng đưa ra thì cần trước hết cần tỉnh táo và liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết. Và cái thứ hai là không click vào những cái đường link lạ hoặc không chuyển tiền đến những cái tài khoản mà không rõ là chủ tài khoản là ai để tránh bị các đối tượng chiếm đoạt cái số tiền đã chuyển. Đối với những người Việt Nam mà sang nước ngoài để thực hiện các cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì đều sẽ bị cơ quan công an điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tấn Tới, ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long về tội giết người. Theo cáo trạng, vào khoảng 20 giờ ngày 29 tháng 3 năm 2022, Tới và nhiều người bạn xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên cùng ngụ tại địa phương. Trong lúc lời qua tiếng lại, Tới đã lấy con dao cắt thức ăn trên bàn nhậu đâm vào người kia. Kết quả giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể hiện tại của nạn nhân là 31%. Tiếp tục thông tin vụ việc mẹ kế đánh con chồng tại Cà Mau đang xôn xao dư luận những ngày qua. Mới đây, Công an huyện Trần Văn Thời đã quyết định khởi tố vụ án. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin cháu bé tại xã Lợi An bị mẹ kế đánh với hơn 20 vết bầm tím trên cơ thể, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc. Đáng chú ý, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cũng đã có công văn yêu cầu đảm bảo an toàn cho trẻ và giải quyết dứt điểm tình trạng này. Đến nay, tinh thần của cháu bé đã ổn định và đi học lại bình thường. Mới đây, Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo các bậc phụ huynh về những cuộc gọi lừa đảo theo kiểu chuyển tiền vì con đang cấp cứu. Cụ thể là có 3 trường hợp mạo danh là bác sĩ thông báo cho phụ huynh có con em đang cần mổ nên phải chuyển tiền gấp. Khi nghi ngờ thì người nhà đã gọi cho bệnh viện để xác nhận nên đã không bị lừa. Bệnh viện Nhi đồng 1 khẳng định luôn ưu tiên việc điều trị cấp cứu, tiền viện phí sẽ đóng sau. Và thông tin chúng tôi cũng vừa nhận được thì Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đưa ra lời cảnh báo tương tự. Theo đó thì khi nhận được những cuộc gọi nghi vấn, người dân cần liên lạc với nhà trường hoặc là bệnh viện qua đường dây nóng để kiểm định tính xác thực của thông tin.
Một người đàn ông ở tỉnh Kiên Giang bị buộc tội giết người khi rào dây điện để bẫy chuột quanh chuồng gà khiến cho một người tử vong. Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Ngào, ngụ xã Tân Thạnh, huyện An Minh, 4 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, tối ngày 15 tháng 6 năm 2022, Ngào dùng dây kim loại có dẫn điện kéo bao quanh chuồng gà để bẫy chuột. Đến sáng hôm sau, Ngào ra chuồng gà kiểm tra thì phát hiện ông Quỳnh Giang Của, ngụ thị trấn thứ 11, huyện An Minh, nằm chết trên đường dây điện. Biết nạn nhân tử vong là do mình giăng điện bẫy chuột gây ra, Ngào đã đến công an tự thú. Tiếp tục chương trình là những tin tức về giao thông được ghi nhận tại các địa phương. Vào chiều hôm qua, năm thanh niên chạy xe máy lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ miền Tây đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn qua xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang thì xảy ra va chạm với xe máy chạy cùng chiều khiến 5 người trên 2 xe máy ngã xuống đường. Lúc này, xe 4 chỗ chạy tới, tài xế thắng gấp để né tránh. Cùng thời điểm này, hai xe khách loại 16 chỗ và 30 chỗ chạy phía sau không xử lý kịp đã va chạm liên hoàn. Tai nạn khiến một người đi xe máy bị thương, nhiều người khác một phen hoảng vía, các phương tiện bị hư hỏng. Cũng liên quan đến tai nạn giao thông, chiều qua một chiếc xe tải chạy trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận hướng về Mỹ Thuận. Khi đến địa phận thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, thì xe tải bất ngờ tông vào đuôi một xe tải khác đang chạy phía trước. Tai nạn khiến phụ xe bị thương nặng. Vụ va chạm đã gây ra ùn tắc giao thông kéo dài. Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin an ninh trật tự chưa được tổng hợp. Chiều qua, đội cảnh sát hình sự công an quận Thốt Nốt thành phố Cần Thơ triệt xóa hai tụ điểm đánh bạc qua mạng trên địa bàn. Kiểm tra đột xuất tại một quán cà phê, lực lượng chức năng bắt giữ 20 đối tượng đang tụ tập đá gà qua mạng internet với nhà cái đặt tại Campuchia. Một tiếng sau, 15 đối tượng đánh bạc khác cũng đã bị bắt giữ tại quán cà phê khác. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 36 điện thoại, một máy tính bảng, hơn 120 triệu đồng. Tối qua, trên tuyến đường biên giới xã Thường Thế Hậu A, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hai người trên một xe máy lưu thông theo hướng xã Thường Thế Hậu A về xã Thường Phước 1 thì bất ngờ vướng vào sợi dây kéo ngang qua đường, khiến cả người và phương tiện bị ngã xuống đường và tử vong tại chỗ do vết cắt sâu ở cổ. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra. Còn tại Tiền Giang, cũng trong chiều tối qua, tại phường 9, thành phố Mỹ Tho xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa xe trộn bê tông và xe máy. Xe trộn bê tông lưu thông từ hướng chợ gạo về thành phố Mỹ Tho thì xảy ra va chạm với xe máy đi cùng chiều do một phụ nữ điều khiển. Sau va chạm, người phụ nữ bị thương được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời, còn xe máy bị cuốn vào gầm xe trộn bê tông. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Tình trạng buôn bán trâu, bò lậu qua biên giới vẫn đang diễn ra. Mới đây, Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt xóa đường dây buôn bán bò lậu và tạm giữ 5 người liên quan. Trước đó, cơ quan chức năng đã phát hiện tại một trang trại nuôi bò ở ấp Bến Cầu, xã Biên Giới, huyện Châu Thành, đang nuôi nhốt gần 40 con bò được nhập lậu. Nhóm người này khai nhận hùn vốn để đưa bò từ Campuchia mang về khu vực thuộc ấp Bến Cầu để tập kết rồi vận chuyển về các tỉnh Đồng Nai, Long An và huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh để bán kiếm lời. Chạy xe máy ngược chiều, hai người đã bị thương nặng do va chạm với xe tải. Vụ việc xảy ra tại xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước vào chiều qua. Hai thanh niên đã chở nhau đi ngược chiều rồi đâm vào đầu xe tải. Cú tông mạnh khiến hai người bị văng mạnh xuống đường và được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, hai phương tiện hư hỏng. Vượt ẩu, chuyển làn bất cẩn, đây là những hành vi nguy hiểm mà chúng tôi thường xuyên cảnh báo. Thế nhưng thực tế, nhiều lái xe cố tình vượt ẩu với tâm lý để đi nhanh hơn. Thế nhưng sẽ chẳng nhanh được khi va chạm xảy ra, như tình huống trong clip sau đây. Vụ việc được ghi lại bằng camera hành trình vào trưa hôm qua trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Thời điểm này, tuyến đường khá vắng. Khi xe có gắn camera đi ngang với một xe tải ở làn đường phía bên phải, bất ngờ lái xe tải đột nhiên chuyển làn đường nhằm vượt xe phía trước. Không có tín hiệu báo trước, cùng với đó là không chú ý quan sát. Lái xe tải đã ép xe có gắn camera phải giảm tốc khẩn cấp và đánh lái vào phía giải phân cách giữa đường nhằm tránh tai nạn. Tuy nhiên, tình huống quá bất ngờ nên phần thùng xe tải đã đập thẳng vào đầu xe có gắn camera, khiến phần đầu xe bị hỏng. May mắn không có thương vong xảy ra. Yêu đương qua mạng rồi dẫn người yêu đến nhà nghỉ. Đối tượng Trần Kha Minh, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, vừa bị công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo điều tra, đầu năm nay, thông qua mạng xã hội, Minh quen biết và nảy sinh tình cảm với bé gái 13 tuổi ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.
Khoảng một tháng sau, Minh đi xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh đến Vĩnh Long để gặp bạn gái, rồi chở nhau đến phòng trọ nghỉ và phát sinh quan hệ. Sự việc bị gia đình bé gái phát hiện, trình báo công an. Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đoàn Thị Thương, giáo viên cơ sở mầm non Phù Đổng có địa chỉ tại đường Trần Quang Ki, thành phố Rạch Giá, tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Thông tin ban đầu, khoảng giữa tháng 12 năm 2022, gia đình phát hiện cháu bé có dấu hiệu bất thường về sức khỏe và tâm lý nên bắt đầu tìm hiểu. Kết quả, phụ huynh phát hiện trong nhiều ngày liền, cháu bị Đoàn Thị Thương bạo hành bằng nhiều hình thức khác nhau như dùng tay đánh, dùng muỗng ngoáy vào miệng, nhéo tai làm bé ngã xuống nền gạch là một bên vành tai bị trầy xước, chảy máu. Bức xúc trước hành vi của Thương, gia đình đã có đơn tố giác gửi cơ quan công an. Tăng cường triển khai công tác quản lý giáo dục mầm non ngoài công lập. Đây là yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Theo đó, các địa phương cần thực hiện tốt việc phân cấp quản lý giáo dục, kiểm tra, giám sát cơ sở giáo dục mầm non, nâng cao trách nhiệm, vai trò trong quản lý cấp phép cũng như kiểm tra sau cấp phép đối với các cơ sở này, kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm. Nhiều vụ bạo hành trẻ mầm non gần đây tại Hà Nội đều từ các nhà trẻ tư thục, nhóm trong giữ trẻ tự phát. Mới đây nhất là sự việc bé gái 17 tháng tuổi bị hai bảo mẫu đánh tử vong tại huyện Thường Tín. Nhiều lần bị số máy lạ gọi đòi nợ, hai đối tượng ở Bắc Giang đã chuyển cuộc gọi tới đường dây nóng Bộ Công an, gây ảnh hưởng việc tiếp nhận, xác minh tình báo. Từ khoảng tháng 11 năm ngoái đến tháng 2 năm nay, hai đối tượng đã vay tiền qua ứng dụng trên điện thoại. Do liên tục bị gọi điện đòi nợ, nên họ đã tìm kiếm trang mạng, sau đó chuyển hướng tất cả các cuộc gọi lạ đến số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an để không bị làm phiền. Hành vi này đã vi phạm quy định thu nhập, sử dụng thông tin của tổ chức mà không được sự đồng ý theo quy định của pháp luật. Mức phạt vi phạm hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng đối với tổ chức, đối với cá nhân phạt bằng một nửa mức phạt trên. Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện một kho hàng lậu có quy mô lớn tại xã Tân Thanh, huyện Giang Lãng. Hơn 20 tấn hàng bị thu giữ với hàng trăm ngàn sản phẩm khác nhau, trong đó chủ yếu là pin sạc dự phòng, tai nghe, dây sạc điện thoại, đồng hồ đeo tay, trị giá hàng hóa khoảng hơn 3 tỷ đồng. Ngoài vi phạm về hóa đơn chứng từ, nhiều sản phẩm được xác định là hàng hóa giả mạo. Số hàng kể trên được vận chuyển và tập kết trong kho từ thời điểm năm 2019, tức là trước khi xảy ra dịch Covid-19.